Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018. Anton kính chào quý vị. Thêm một nhà bất đồng ở Việt Nam lĩnh án tù nặng nề. Chuyện thịt chó mèo ở Việt Nam lên Quốc hội Mỹ. Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông không nhắm vào Trung Quốc. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một trợ giáo về hưu bị tòa án Việt Nam tuyên 14 năm tù đổ chính quyền nhân dân hôm 19 tháng 9 theo video trên YouTube của truyền hình Thông Tấn. Ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nhận bản án này tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sau khi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông Thực được những người sử dụng mạng xã hội gọi là nhà giáo yêu nước. Theo cáo trạng tuyên tại tòa, nhằm thực hiện hành vi hoạt động chống phá lật đổ chính quyền nhân dân, ông Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ bình luận có nội dung phản động. Vẫn theo cáo trạng, ông Thực đã viết đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, bị chính quyền coi là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Khi được yêu cầu nói lời cuối cùng tại tòa ngày 19 tháng 9, ông Thực đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đấu tranh cho tự do, dân chủ và quyền con người cho đất nước tôi. Tôi đấu tranh cho đất nước tôi được sống trong môi trường trong lành. Tôi không ân hận." Con gái ông Thực, Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang cho VOA biết. Cô Trang gọi phiên tòa xử bố cô là một phiên tòa rừng rú. Hạ viện Mỹ mới thông qua một nghị quyết kêu gọi Việt Nam thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo giữa lúc vấn đề này đang nóng ở trong nước. Ngoài Việt Nam, nghị quyết 401 thông qua ngày 12 tháng 9 còn thúc giục các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ cũng có hành động tương tự. Văn bản này còn khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ động vật và thúc đẩy nỗ lực này trên toàn thế giới. Nghị quyết cũng kêu gọi các quan chức nhánh hành pháp của Mỹ đưa ra vấn đề buôn bán thịt chó mèo vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ các quan chức các nước cho phép ăn loài động vật này. Các nhà lập pháp của Mỹ trích số liệu của các tổ chức thúc đẩy quyền của động vật như Humane Society International, nói rằng ước tính khoảng 200.000 con chó đã bị đưa lậu từ Thái Lan sang Việt Nam mỗi năm và món thịt mèo mà người địa phương gọi là thịt tiểu hồ vẫn xuất hiện nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Quan chức thành phố Hà Nội chó ở các quận nội thành vào năm 2021. Chánh văn phòng nội các Nhật ông Yoshihide Suga hôm 18 tháng 9 nói rằng cuộc diễn tập của tàu ngầm của nước này ở Biển Đông trước khi tới Việt Nam hoàn toàn không nhắm vào các hành động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Ông Suga nói rằng cuộc tập trận hôm 13 tháng 9 nhằm cải thiện kỹ năng và chiến lược của các lực lượng phòng vệ và rằng Nhật Bản không nghĩ tới một quốc gia cụ thể nào. Tokyo hôm 17 tháng 9 thông báo rằng tàu ngầm Kuroshio cùng với tàu chở trực thăng và hai chiến hạm khác đã thực hiện cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh đã kêu gọi các nước không có tranh chấp ở Biển Đông không làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Sau khi tập trận, theo NHK, tàu ngầm Kuroshio lần đầu tới thăm Việt Nam hôm 17 tháng 9. Cơ quan phát thanh truyền hình nhà nước này nói rằng việc tàu ngầm này cập cảng Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với Hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông ở bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và tiếp theo đây là phóng sự tường trình từ Việt Nam. Ở Việt Nam, năm học mới niên khóa 2018-2019 đã khai giảng được hơn nửa tháng. Song câu chuyện về giảng dạy ở cấp tiểu học theo chương trình sách giáo khoa công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại vẫn tiếp tục tạo tranh luận khi mà nhiều địa phương chấp nhận bước vào cuộc thử nghiệm đã sang năm thứ 41 của công nghệ này. Học sinh học công nghệ giáo dục cuối cùng vẫn biết đọc như thường. Vẫn biết đọc như thường, như vậy thì giáo dục công nghệ so với giáo dục truyền thống thì đâu có gì hơn, bởi vì như thường. Nếu chọn học theo công nghệ của ông Hồ Ngọc Đại thì phải dùng sách giáo khoa do chính ông biên soạn. Giáo sư người ta cũng nghiên cứu rồi, cũng có cái lý của người ta.
Nhưng mà theo nghĩ thì vấn đề nào giờ mình học, học sinh học đã ổn định vậy rồi. Các cháu, người lớn, người nhỏ đã ổn định vậy rồi. Thì thấy mọi việc vẫn tốt, thì có để các cháu học bình thường, không cần cái cách, không cần đổi mới làm gì hết. Bộ sách tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục được xây dựng trên tinh thần giải pháp công nghệ giáo dục do ông Hồ Ngọc Đại khởi xướng 1978 tại trường thực nghiệm ở Hà Nội của ông Hồ Ngọc Đại, sau đó được mở rộng ra các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành khác như một dạng thức của thử nghiệm và vẫn đang chờ đợi sự công nhận chính thức của Bộ Giáo dục. Nếu cho con học thì vẫn cho chương trình cũ, không cho chương trình này. Cũ vẫn ổn, vẫn tốt, các cháu học vẫn tốt, thì không có cái lý do phải học thêm chương trình mới làm gì. Mà cho cha mẹ nó có kèm nó thì cũng khó khăn hơn. Tại cái lúc cái tầng lớp cha mẹ của nó đã học là học cái theo cái chương trình cũ rồi. Giờ có kèm cặp cho con cũng theo cái hiểu biết người ta, ta kèm cặp cho con. Bây giờ không có phụ huynh nào cũng có nghĩ là cho con học thêm đâu. Có thể có một số phụ huynh người ta sẽ kèm cặp con tại nhà, người ta sẽ kịp tập theo cái kiến thức của người ta. Còn đổi mới thì ta không kèm cặp được, có thể người ta sẽ phải cho đi học thêm. Năm học này, riêng ở Sài Gòn, Sở Giáo dục thông báo chấm dứt hoàn toàn việc giảng dạy theo công nghệ của ông Hồ Ngọc Đại. Liệu nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có dám chấm dứt công nghệ giáo dục ngay từ niên khóa này hay không? Hay rồi tiếp tục lần nữa, không biết tới chừng nào? Cái thứ hai là liệu nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản dám tổ chức một đoàn kiểm tra thanh tra tại sao một đề án lớn lao như vậy chưa có kiểm định của nhà nước đã đem ra gọi là thí điểm trên một phạm vi rộng rãi, không gian lẫn thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng chính lợi nhuận trong độc quyền sách giáo khoa mà người ta tiếp tục kéo dài sự thử nghiệm công nghệ giáo dục này. Ở Sài Gòn trước đây có các trường như Lê Văn Sĩ, Lương Đình Của, Đinh Tiên Hoàng dạy lớp 1 theo công nghệ của ông Hồ Ngọc Đại. Việc đưa học trò tiểu học ra để thử nghiệm một phương thức giáo dục kéo dài suốt mấy mươi năm mà vẫn chưa ngã ngũ đang là nỗi lo lắng của phụ huynh. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Trung Quốc ngày 18 tháng 9 áp thêm thuế quan đối với 60 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết việc áp thuế mới này là một hành động ăn miếng trả miếng khi cả Bắc Kinh và Washington đều lún sâu vào cuộc chiến thương mại. Hôm 17 tháng 9, chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu đánh thuế 10% đối với khoảng 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc kể từ ngày 24 tháng 9. Và với mức thuế lên tới 18. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 18 tháng 9 cho biết Bắc Kinh sẽ áp thuế đối với trên 5.000 sản phẩm của Mỹ từ khí đốt hóa lỏng tới một số loại máy bay. Thuế suất của cả hai bên sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc nhằm gây áp lực đòi Bắc Kinh phải thay đổi sâu rộng các chính sách trợ cấp công nghệ, chuyển giao công nghệ cao. Trung Quốc hôm 18 tháng 9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa của nước này bán vào Hoa Kỳ. Triều Tiên ngày 19 tháng 9 loan báo sẽ bãi bỏ vĩnh viễn các cơ sở tên lửa chính dưới sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài, theo Reuters. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Bình Nhưỡng hôm thứ Tư 19 tháng 9, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết họ đã đồng ý biến bán đảo Triều Tiên thành vùng đất hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và không có các mối đe dọa hạt nhân. Triều Tiên cũng sẵn sàng đóng cửa khu liên hợp hạt nhân chính của nước này nếu như Hoa Kỳ thực hiện hành động đối ứng, theo lời hai nhà lãnh đạo. Các cam kết hôm 19 tháng 9 của ông Kim và ông Moon tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 trong năm nay có thể tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ trước đó và đặt nền móng cho một cuộc gặp khác mà ông Kim mới đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hình ảnh video chiếu cảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thưởng thức thịt bò beefsteak tại một nhà hàng sang trọng gây phẫn nộ trên toàn thế giới, nhân danh người dân Venezuela đang chật vật chống chọi với đói nghèo. Đứng trước bão công luận, nhưng ông Maduro hôm 18 tháng 9 vẫn gửi lời ca tụng đến bếp trưởng của nhà hàng, đồng thời nói rằng ông đã có một bữa tối ngon miệng tại nhà hàng Nursat ở Istanbul, nơi mà mỗi lát thịt có giá tới hàng trăm đô la. Phe đối lập chính ở Venezuela nói, bữa ăn của ông Maduro là bằng chứng cho thấy vị lãnh đạo này đứng bên ngoài cuộc khủng hoảng của quốc gia, trong khi hàng triệu đồng bào đang thiếu đói, nhiều người đã phải bỏ xứ chạy sang các nước láng giềng tị nạn vì không có thực phẩm và thuốc men. Một cuộc thăm dò mới đăng trên tờ Miami Herald cho thấy, cứ 10 người Venezuela thì trên 3 người nói họ mỗi ngày chỉ ăn một bữa.
Gần 80% những người được hỏi cho biết họ chật vật không kiếm đủ thức ăn hàng ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tới bang North Carolina thị sát những thiệt hại do cơn bão Florence gây ra và công tác cứu hộ đang diễn ra. Ông Trump gặp gỡ các tình nguyện viên, bắt tay dân chúng trên đường và phụ giúp phân phát thức ăn cho nạn nhân bão. Giới hữu trách cho biết 1,6 triệu suất ăn đã được phân phát tại North Carolina và 400.000 phần khác đang sẵn sàng được đưa tới tay các nạn nhân ở South Carolina. Sau đó, Tổng thống Trump gặp những cư dân có nhà cửa bị thiệt hại nặng nề và hỏi thăm những tổn thất của họ. Bão Florence giết chết ít nhất 35 người và khiến toàn bộ các thị trấn của North Carolina ngập chìm trong nước bùn. Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper cho biết 16 con sông đang dâng cao gây lũ lụt lớn. Dự báo 3 con sông nữa sẽ đạt đỉnh chiều cường vào ngày 20 tháng 9. Thống đốc Cooper nói với Tổng thống Trump rằng bang North Carolina cần chính quyền liên bang hỗ trợ phục hồi và ông Trump đáp rằng chúng tôi sẽ sát cánh 100%. Cư dân một số thị trấn duyên hải ở North Carolina được khuyên cáo chớ vội trở về nhà. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ dành cho ứng viên được ông đề cử vào tối cao pháp viện, Brett Kavanaugh. Nhưng ông Trump đồng thời nói rằng cũng cần phải lắng nghe người phụ nữ tố cáo bị ông Kavanaugh tấn công tình dục khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường đi thị sát bão Florence, ông Trump cho biết Thượng viện cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất tiến trình tìm hiểu, điều trần, truyền thông ông Kavanaugh, thì ông sẵn sàng chờ đợi bấy lâu, dù ông nghĩ điều đó không công bằng đối với ứng viên do ông đề cử. Thông qua luật sư, tiến sĩ Kristen Blasey Ford, người tố cáo ông Kavanaugh, nói bà sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện sau khi các tố cáo của bà chống lại ông Kavanaugh được FBI điều tra. Ông Kavanaugh bác chuyện ông tấn công tình dục một phụ nữ tại một bữa tiệc vào năm 1982 tại một ngôi nhà ở ngoại ô Washington. Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 nói, ông muốn nghe những gì bà Ford muốn trình bày. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện nói, vẫn giữ nguyên lời mời bà Ford ra điều trần vào đầu tuần tới. Căn nhà ở ngoại ô Sterling, bang Virginia của nghệ sĩ piano tài danh một thời ở miền Nam Việt Nam và cũng là giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền không ngày nào thiếu vắng tiếng đàn. Dù năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng tình yêu âm nhạc trong người nghệ sĩ này vẫn nguyên vẹn như thời còn xuân sắc. Các thế hệ nhạc sinh hàng ngày vẫn tới đây để nghe bà chỉ dạy về cách cảm thụ âm nhạc, hiểu và yêu từng giai điệu mà mình thể hiện. I think her method works in a very like specific kind of way. Tôi nghĩ là cách truyền dạy của bà rất hiệu quả. Đôi khi khi trình diễn những tác phẩm âm nhạc lớn vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có sức ép từ sân khấu, bạn dễ dàng quên đi một điều gì đó và không thể thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Nhưng bà luôn hướng dẫn chúng tôi phải yêu và cảm thụ tác phẩm bằng chính tình yêu của mình. Mà khi bạn đã yêu, thì rõ ràng bạn sẽ thể hiện tác phẩm ấy một cách xúc cảm và hoàn thiện nhất. Khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở cái tuổi ngoài 90 mà tất cả mọi câu chuyện của bà hàng ngày vẫn không gì khác ngoài âm nhạc. Bà vẫn đau đáu về cách làm sao để các bạn trẻ ngày hôm nay, dù có rất ít thời gian, vẫn có thể học được âm nhạc, kể cả nhạc cổ điển. Sớm có tài năng âm nhạc, ở độ tuổi đôi mươi, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyền đã được sang Nhạc viện Quốc tế Paris du học năm 1955. Bà kết hôn với nhạc sư Đỗ Thế Việt, một cây violon nổi danh tại Paris khi đó và sau này là giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1975, bà qua Mỹ và giảng dạy âm nhạc tại Bridgewater College với giáo trình Nhìn, Nghe và Chơi dành cho piano nổi tiếng khi đó. Ai cũng nghĩ tới đường hay, sớm quá. Cũng như học chữ, cũng học đọc, học đô, học viết, rồi học đánh máy. Khi nớ mới học làm văn với là học làm thơ. Thế tại sao bây giờ vì nhạc cái nhảy vô cái làm thơ, làm văn liền? Vì vậy thì nó cứ học ra cái bài thơ nữa. Rồi bà hết thì giờ rồi, không có thì giờ. Của tôi là học đọc, học viết, đúng. Học đọc, học đơn, đúng. Chỗ nào? Thế nên chỗ của tôi là dạy chỗ nào? Thấy gì? Đừng chỗ nào? Trong căn nhà với đầy ắp những kỷ niệm về miền Nam Việt Nam trước năm 1975 ở vùng ngoại ô Sterling vắng vẻ của tiểu bang Virginia, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, người phụ nữ được coi là tài sắc vẹn toàn của miền Nam thời trước,
vẫn mê mải về những giai điệu và câu chuyện về âm nhạc. Tên bà là Thuyền, có lẽ như một định mệnh, khi con thuyền âm nhạc của bà vẫn mãi mang trên mình những mơ ước và cả sự đau đáu trong việc truyền lại tình yêu đối với cây đàn piano cho đến tận cái tuổi xưa nay vốn đã rất hiếm này. Người hâm mộ quần vợt đã đổ về New York để xem tận mắt những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài tại US Open, một trong bốn giải Grand Slam của quần vợt thế giới. Với nhiều hoạt động diễn ra trên các sân, việc nắm vững mọi thông tin cần thiết về mỗi trận đấu là một công việc phải làm liên tục. Nhưng các nhà tổ chức giải quần vợt Mỹ mở rộng đang ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Hàng ngày có đông đảo người hâm mộ kéo đến Flushing Meadows Park ở Queens bởi US Open đang diễn ra và mọi con mắt đều đổ dồn vào những tay vợt hàng đầu thế giới. Chỉ riêng ở nội dung tranh tài đơn nam và đơn nữ đã có 254 trận đấu, rõ ràng là quá nhiều nắm bắt mọi thông tin, nhưng trong hậu trường công nghệ của IBM đang đảm đương công việc đó. Mọi thứ được cập nhật ngay sau mỗi điểm được ghi và bạn sẽ thấy cách phần mềm Watson đánh giá điểm được ghi đó. Với rất nhiều dữ liệu cần phân loại, IBM đang sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Watson để xử lý. Ngoài việc cập nhật điểm số, Watson còn ra soát hình ảnh của trận đấu. Nó là nghe từng reo hò của đám đông. Chúng tôi đã thiết kế để nó dò tìm hình ảnh những nắm tay giơ lên hay cử chỉ của các tay vợt, cũng như biểu hiện trên nét mặt. Tất cả các dữ liệu đó được sử dụng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một trận đấu và cập nhật cho người hâm mộ sau mỗi cú đánh. Một vài năm trước, chúng tôi đã không coi hình ảnh video như một dạng dữ liệu, nhưng nó thực sự là một nguồn dữ liệu quan trọng. Có 17 sân đấu, vì vậy có quá nhiều diễn biến, quá nhiều video để người biên tập xử lý. Giờ đây bạn có thể nhanh chóng xác định những khoảnh khắc thú vị nhất và chia sẻ cho người hâm mộ sớm nhất. Nhưng những thông tin quan trọng đó không chỉ dành cho người hâm mộ, huấn luyện viên cũng có thể sử dụng chúng để phục vụ các tay vợt. Trong quá khứ, đó là một quá trình thực sự tốn nhiều công sức vì mọi dữ liệu của trận đấu được phân tích một cách thủ công, có nghĩa là phải có ai đó xem lại mọi cảnh quay video và ghi chú các cú thuận tay, trái tay, mọi lỗi tự đánh hỏng. Công việc đó mất rất nhiều thời giờ. Trí tuệ nhân tạo của Watson sẽ thiết lập các danh mục video trong vài phút, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các huấn luyện viên của các tay vợt. Nếu huấn luyện viên có một ý tưởng chiến thuật nhất định trong suy nghĩ mà họ nghĩ sẽ có hiệu quả trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thể tạo ra một danh sách mô phỏng ý tưởng chiến thuật đó để các tay vợt có thể thực hiện chiến thuật đó trên sân, vì danh sách mô phỏng đó ăn sâu vào tư duy chiến thuật của họ. Biểu hiện khuôn mặt của các tay vợt và ngôn ngữ cơ thể cũng có thể liên quan đến hiệu suất của họ. Ngay cả khi họ đang cào nhau, và đôi khi chúng phản ánh cảm giác thực, một số tay vợt sẽ chơi tốt hơn khi họ tức giận một chút hay khi họ cảm thấy khó chịu chẳng hạn. Như vậy, với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo, có lẽ hơi khó chịu lại sẽ dẫn đến nhiều thất bại hơn trên sân. Số lượng các thiết bị công nghệ Dell có sử dụng cảm biến làm công cụ y tế để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang ngày càng gia tăng. Tất cả chúng đều cần một nguồn điện tích hoặc một nguồn pin để hoạt động, nhưng một số nhà nghiên cứu đang tìm cách loại bỏ sự lệ thuộc vào pin. Tại Đại học Texas A&M ở College Station, các nhà nghiên cứu đang xem xét cách sử dụng nhiệt độ cơ thể con người để cung cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị cảm biến đó. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. Có thể không rõ ràng, nhưng bóng đèn và con người lại có điểm chung. Một người trung bình giống như một bóng đèn 80W vậy. Và chuyển đổi nhiệt độ trên cơ thể tạo thành một nguồn điện hữu ích là điều mà giáo sư Jamie Garland đang cố gắng đạt được trong phòng thí nghiệm của mình. Mục đích là tạo ra một dạng vật liệu nhiệt điện in được, sơn được, giống như mực in, có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể như nguồn điện cho các thiết bị cảm biến y tế. Nó giúp các vận động viên và các quân nhân. Để biết về tình trạng chấn thương hoặc bị mất nước hoặc một cái gì đó tương tự như vậy chẳng hạn, bạn tất nhiên không muốn đeo một bộ pin lớn trên cơ thể của mình, bởi vì nếu bạn ngã hoặc gặp các tai nạn chẳng hạn, bạn sẽ gây chấn thương cho chính mình. Và đây chính là vấn đề, và vì vậy những gì bạn muốn có là cơ thể của chính mình có thể trở thành nguồn pin. Khi một người tạo ra nhiệt, nhiệt độ môi trường thường là lạnh hơn và sự khác biệt về nhiệt độ có thể tạo ra một điện áp. Grannon nói quan trọng là một loại vải đặc biệt được phủ bằng công nghệ nhiệt điện. Lớp phủ của chúng tôi phủ lên tất cả chất xơ trong sợi vải và vì vậy rất đơn giản. Là miếng vải chỉ cần chạm vào nguồn nhiệt hoặc ở đủ gần nguồn nhiệt để cảm nhận được nguồn nhiệt. Càng có nhiều nhiệt sinh ra, sự chênh lệch nhiệt độ càng lớn thì điện áp được tạo ra càng lớn hơn.
Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế một thiết bị có thể đạt hiệu quả vượt quá 10%, có nghĩa là nếu cơ thể tôi tạo ra nguồn nhiệt 80 W đó, tôi muốn nhận được ít nhất là 8 W điện. Với mục tiêu hiệu suất 10% hoặc 1 V, các nhà nghiên cứu sử dụng một ống nano carbon polymer và một hạt nano carbon được gọi là graphene để hoàn thiện vật liệu in được giống như mực in này. Nói thì dễ, chứ làm thì không dễ. The one voltage is realistic, but how much material do we need to get that one voltage? Điện áp 1 V là có thể, nhưng chúng ta cần bao nhiêu vật liệu để có được 1 V đó, bởi vì cần càng ít vật liệu thì càng tốt. Vì vậy, với các polymer khác nhau, các ống nano có vách ngăn khác nhau, cộng thêm graphene, phải theo thứ tự chính xác để tạo ra đường đi tốt nhất cho các electron trong vật liệu nhiệt điện này. Mục đích cuối cùng là tạo ra một sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt. Vấn đề không phải là chuyện đó sẽ xảy ra hay không, mà là khi nào, một năm hay là năm năm. Grannon cho biết câu trả lời phụ thuộc vào nguồn tài trợ và nguồn nhân lực mà nghiên cứu đột phá của họ đang có. Một cậu bé Ai Cập bị khuyết tật bẩm sinh đang làm dậy sóng hồ bơi. Cánh tay của em bị cụt do một căn bệnh hiếm, nhưng điều đó không ngăn cản em theo đuổi giấc mơ của mình. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Omar Ahmed là một cậu bé đặc biệt. Tay em dính gần sát vào thân do một dị tật bẩm sinh có tên y khoa là phocomelia. Nhưng cậu bé Ai Cập 8 tuổi này đang làm dậy sóng trong hồ. Em muốn trở thành một nhà vô địch thế giới đại diện cho Ai Cập. Ahmed theo đuổi niềm đam mê bơi lội bất chấp hình thể dị dạng của mình. Khi lên 7, em bắt đầu học bơi với một huấn luyện viên chuyên làm việc với trẻ em khuyết tật. Xét theo hoàn cảnh của Omar, em ấy đang thể hiện rất tốt. Khuyết tật của em rất khó có thể bơi, nhưng ý chí sẽ biến em thành nhà vô địch đại diện cho Ai Cập. Vận động viên này cho biết trước tiên em muốn tranh tài cấp toàn quốc, nhưng mục tiêu cuối cùng là tranh tài ở Paralympic. Để đạt đến tham vọng đó, em tập luyện 3 lần một tuần, trong lúc mẹ em luôn cổ vũ bên hồ bơi. Cháu rất kiên trì và mạnh mẽ. Cháu muốn chứng minh với bất cứ. Cháu tiến bộ, rất hợp với huấn luyện viên và luôn lắng nghe ông ấy. Với sự hỗ trợ của mẹ và chuyên môn của huấn luyện viên, Ahmed rèn luyện kỹ năng bơi và sức bền nói chung. Mẹ em chia sẻ mơ ước của em. Tôi muốn cháu giành chiến thắng ở cấp quốc gia, sau đó đi thi đấu ở nước ngoài. Tôi muốn một ngày nào đó cháu sẽ thi đấu ở Thế vận hội. Ahmed là một đứa trẻ năng động. Thời gian tập trên sân cỏ giúp tăng thể lực cho em trong hồ bơi. Và cậu bé quyết tâm vượt qua khuyết tật bẩm sinh này, nói rằng em hy vọng sẽ tranh tài trong giải vô địch bơi lội quốc gia sắp tới, dành cho các vận động viên khuyết tật như em. Yalla, 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 yalla.